Thì mới đây nhất trên cái trang cá nhân của cái bà nhà báo, cụ nhà báo 20K đó nha, thì bà cũng vừa chia sẻ một cái đoạn trạng thái liên quan đến cái miếng ăn. Thì người ta thường nói cái miếng ăn là cái miếng tồi tàn, thì chắc là có bên kia họ cũng có đang cái thông tin gì đó nó chồng chéo với nhau, thì có thể là bên phía mẹ con bún bò, mẹ con cô cháu gái và phía Kim Hô cũng đang có những cái lục đục nội bộ với nhau, nên cái bà 20K này lên viết một cái status rất là dài liên quan đến những lần được phía bên kia tặng cho những món ăn, tặng cho những tô bún bò, tặng cho những phần quà, tặng cho đậu hũ, tặng cho những cái món đồ khô. Thì bà chia sẻ một cái đoạn rất là dài về cái thông tin được tặng quà, và hôm nay chắc vì lý do bức xúc mẹ con của cô cháu gái nên bà mới lên đây viết những dòng trạng thái mà khi đọc vào rất là khó đỡ cả nhà. Mình xin lướt qua một cái vài từ cụ thể nha cả nhà. Ủa sao tự nhiên tôi thành cái cớ cãi lộn của nhiều người mà tôi không biết vậy ta? Giờ tôi mới mở cái nốt bài công khai cho ai thích có ý kiến thì vô có ý kiến cho rõ ràng, nhưng bắt buộc nói là phải có tên, có bằng chứng cụ thể nha. Tố ai nói xấu tôi hay tố tôi xin xỏ ai thì cũng cần nói rõ ràng cụ thể, việc gì ở đâu luôn nha. Không có gì rõ ràng cụ thể thì nói đích thị là một con tu hú dựng chuyện hãm hại phá hoại. Thì mở đầu cái đoạn văn của bả thì bả luôn luôn có những cái thông tin này cả nhà, thông tin liên quan đến là đề cập đến Hồng Loan rồi. Ý là bả nói là những cái người mà vô tố cáo bả ăn những cái món bún bò thì đều là những cái bên phía tu hú. À, không biết tu hú là phía bên nào. Thì những cái từ này thì thường bà này thường dùng để ám chỉ cho những cái người mà yêu thương ủng hộ Hồng Loan. Tiếp tục cả nhà ha. Ăn bún bò từ ngày HB mở quán đến nay chỉ mời tôi ăn miễn phí một tô duy nhất. Hai lần tôi ăn trả tiền, một lần trả trực tiếp cho HB, một lần trả trực tiếp cho Hữu và cô Lành. Một lần bạn HD hẹn gặp và mời. Năm lần khác thì HB đã nhận được tiền đầy đủ, thậm chí trả trước cho ai đó cả nhà ha, chỉ tặng tôi, không có chuyện không trả tiền. Còn lại là có một cái người mà bên nước ngoài, bên Úc gì đó ha, tặng cho tôi mỗi lần 100 tô. Lần đầu bạn này nói tặng cho tôi tới ăn và đãi bạn bè khi tôi tới quán. Nói qua Kim Hô mà Kim Hô nói thành 10 tô. À, thì còn lại là từ thiện, nhưng tôi nói với HB là từ thiện hết 100 tô này, tôi không nhận tô nào. Đó là việc mà có một cái mạnh thường quân nào đó nước ngoài gửi tặng cho bà nhà báo này 100 tô ăn ngập mặt luôn đó nha. Nhưng mà khi qua cái cách nói chuyện thì Kim Hô là ém đi hết 90 tô, nói là chỉ tặng cho bà nhà báo này 20 tô thôi. Nó còn 90 tô kia thì Kim Hô ém lại. À, cái nhà thấy rồi đó ha, đó là những việc mà bên kia họ đang sắp xếp đó ha. Tặng 100 tô, bỏ số 0 đi, còn có 10 tô thôi. 90 tô kia Kim Hô ém. Nên bà bức xúc quá, bà lên mạng bà gào thét lại cả nhà. Rồi tiếp theo nha. Sau khi câu chuyện này lên mạng là Kim Hô nói tặng tôi có 10 tô thì bạn này vô Facebook của tôi nói rằng bạn này không thích từ thiện phát tại quán. Kim Hô nói không đúng ý của bạn ấy và chỉ muốn tặng tôi 100 tô. Đó, thì sau khi phát hiện ra cái chuyện mà Kim Hô ăn chặn 90 tô bún bò từ một mạnh thường quân ở Úc, thì cái người đó cũng lên trên trang cá nhân của bà báo 20K để phân trần. Thế nha. Vậy nên bạn ấy tiếp tục tặng tôi 100 tô, tôi đã cảm ơn và nói coi như tôi đã nhận và kêu bạn ấy chuyển qua từ thiện hết. HB đã nhận đủ tiền 200 tô từ thiện từ bạn ấy với ý tặng cho tôi. Tin nhắn bạn ấy còn
cơm công khai trên Facebook của tôi. HB cũng đã đọc. Thì cả nhà thấy rất là rõ nha. Khán giả này nói là đã tặng cho bà báo 20k là 100 tô, nhưng ban đầu thì bị Kim Hô ém là 90 tô và chỉ cho bà nhà báo này 10 tô thôi. Nó thì lần sau cái người khách này cũng tặng lại cho bà báo này thì 100 tô, nhưng tiền thì đã chuyển cho các bê hết 200 tô cả nhà. À, không biết là vấn đề này như thế nào, chắc có thể là do sự ăn chia không đồng đều đó. Thì 200 tô này thì không phải là phí HB được nhận trực tiếp, mà HB phải thông qua một người, đó là nhà báo 20k đến tặng tiền, đến tặng vấn đề cả nhà ha. Nó thì chúng ta đọc tiếp thêm một cái đoạn văn tí xíu cả nhà để chúng ta thấy rõ luôn nha. Rồi, tiếp theo cả nhà ha. Tin nhắn bạn ấy còn cơm công khai rồi trên Facebook của tôi đã đọc. Tôi cũng chẳng rảnh mà đi ăn bún bò, có việc cần tôi mới đến. Tiện thì ăn vậy thôi. Có hai lần tôi đến, một lần HB tặng tôi 10 hũ đậu hũ, một lần tặng hộp cá khô, một lần HB hỏi tôi muốn ăn hạt điều không. HB tặng, tôi từ chối vì nhà tôi không ai thích ăn hạt điều. Đó là những cái chuyện mà báo 20k đã bạch mặt được cái phía bên đây. Chẳng, đó là cái chuyện mà Mạnh Thường Quân yêu thích nhà báo 20k, tặng quà cho báo 20k mà phải thông qua Kim Hô trợ lý của cố nghệ sĩ ngày xưa, thì chứng tỏ là Kim Hô nó đang có một cái thế lực rất là mạnh mẽ đó nha. Bây giờ nó buôn bán khơi khơi gì nó cũng kiếm tiền được hàng ngày, thì chứng tỏ là nó đang có một thế lực ngầm gì đó đang hỗ trợ nó, hậu thuẫn nó để cho nó có những cái đồng tiền. Và cái chuyện cái bàn thờ đem về thờ đó là một cái cớ để cho nó được nhận tiền điều điều từ những người mà yêu thích cố nghệ sĩ, từ những cái khán giả mà đã được cố nghệ sĩ hát, được nghệ sĩ biểu diễn trong những lúc mà đi biểu diễn, nó biết được đó nha. Đó là cái điểm mà nó thấy được điểm yếu của khán giả, và nó dùng cái công cụ đó để kiếm tiền. Nó hàng ngày thì nó show những cái món ăn trên mạng, không biết là có ai đặt nấu hay không thì mình không biết, tại vì Facebook của Kim Hô luôn luôn là phá bình luận. Thì tất nhiên á, nếu chúng ta mở quán ăn hay là mở một cái nấu tại chỗ thì không phải là mở công khai, chứ bây giờ bán ăn nhóm kín thì ăn cũng chán thôi, người ta phải đổi món đó cả nhà. Mà cái vấn đề ở đây á, là nó nấu hàng ngày, nó nấu ngập mặt luôn, nhưng mà không biết có ai hay không, hay là nó đang rửa cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân gửi tặng. Ngay cả cái chuyện mà nhà báo 20k còn bị nó ém 90 tô nữa, huống chi là cái chuyện mà chuyện lớn hơn, thì chứng tỏ một điều từ trước đến giờ là nó luôn luôn ém những cái khoản tiền, những cái khoản tài chính của cố nghệ sĩ, hoặc là những cái khoản mà được khán giả tặng. Ví dụ như khán giả tặng 10 thì nó ém lại là phân nửa, thì chứng tỏ thì không cần lương 13 năm nổi tiền lậu không thì nó cũng đã đủ ăn ngập mặt ở cả nhà. Nó là người luôn theo sát cố nghệ sĩ thì nó biết luôn gành ghẻ được những lần mà nghệ sĩ mắc tiền, khi nào mắc bao nhiêu và mắc lúc nào, thì chính nó là người biết rõ hơn ai hết. Và những cái thông tin đó nó lại quy chụp ngược lại cho Hồng Loan là người lấy tiền, thì thử hỏi có bằng chứng xác nhận là Hồng Loan là người ăn cắp tiền của nghệ sĩ hay không, hay chính cái người mà kề cận bên cố nghệ sĩ đã lấy tiền thì chính là nó đó cả nhà. Chắc chắn là nó là người lấy tiền chứ không còn ai hết. Chứ bây giờ đổ lỗi cho Hồng Loan, Hồng Loan biết bao thư để ở đâu, biết cái chìa khóa ở đâu, biết được là hôm nay cố nghệ sĩ đi diễn ở đâu và thế nào không, tại vì lúc đó Hồng Loan còn đang nuôi con nhỏ đó cả nhà ha. Đó là những thông tin mà mình muốn cập nhật chia sẻ cho cả nhà biết về câu chuyện mà từ bên phía bên kia, bên phía báo 20k có xích mích với mẹ con bún bò, xích mích với mẹ con cô cháu gái, và những cái xích mích với Kim Hô luôn cả nhà ơi. Thì hôm nay thì bà này cũng lên viết bài này thì chứng tỏ là họ đang có một cái lục đục nội bộ đó. Thì có thể là những lần bà bị công an mời lên trên cơ quan để uống nước trà thì tất nhiên là bà sẽ có cái nhìn nhận khác rồi. Và có nghe đâu là tối nay bà sẽ like để nói rõ về những đề gì đó,
và những cái đơn kiện mấy anh YouTube. Thì không biết là hôm nay bà có chia sẻ thêm cái vấn đề liên quan đến chuyện ăn chặn bún bò của Kim Hôn hay không, thì chúng ta sẽ chờ xem cái lượng like của bà. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì thông qua cái bài viết này thì cả nhà thấy rõ ràng là họ bên kia đang có một cái lục đục nội bộ chính từ việc ăn chia không đồng điều đó cả nhà. Thì khán giả trên một cái kênh cũng cái nick là Minh Minh cũng bình luận như sau cả nhà ha. Chỉ là ăn thôi, bó tay thiệt chứ. Trời ơi, tôi tặng bà khi mô cả nhà ha, tính ra là bà cũng ăn gần hết cả trăm tô còn gì, đỡ tốn tiền ăn sáng. Mang ơn HB quá chừng chứ, nhục quá mà. Thì cũng có khán giả bình luận nè, miếng ăn là miếng nhục ha. Còn mình thì bình luận là miếng ăn là miếng tồi tàn ha. Hãy khai hết, nghe cúp bế, đừng để đồng bọn chơi xấu. Bản tính tham ăn đi đâu cũng bị phốt về ăn uống. Chính xác cả nhà, thì những lần trước thì cái danh xưng 20k gỏi cuốn thì cũng bắt nguồn từ chuyện ăn uống luôn cả nhà ha. Và cái tác giả Minh Minh này cũng có bình luận như sau. Rằng rồi xong rồi chia tay đòi quà, chị 20k ăn 3 tô bún trả 2 tô đàng hoàng. Sao nói chị không trả trời, một tô do con ve mời thì sao bắt chị trả tiền. Chị ơi, đây là động lực giúp chị khai ra đồng bọn, chị đừng can đảm ôm một mình nha chị. Chị hãy ghi nhớ điều này, nếu chị có gì là chồng của chị là người ta xài, con của chị là người ta sai, động lực giúp chị khai ra đồng bọn là đây nha. Đó là những thông tin mà kênh Nhận Sự Kiện muốn chia sẻ cho cả nhà trong cái bản tin hôm nay. Đó thì cả nhà có thể là bình luận hoặc là để lại những cái câu hỏi liên quan đến phía bên dưới để chúng ta có nhiều cái suy ngẫm về cái nhà báo này, và chúng ta sẽ chờ đợi những pháp lý tiếp theo liên quan đến bà này xem bà có vô hợp hay không, thưa cả nhà nha. Và tới đây thì em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.